Xin chào các bạn đến với kênh Người Chăn Nuôi của mình. Hôm nay mình cùng với thằng bạn đi tham quan một cái trại nuôi chim ở Đồng Nai. Thì chim này thì nó cũng có lông, có mỏ như bao con chim khác, nó cũng có cái mòng nữa. Nhưng mà đặc biệt là con chim này nó ngon hơn mấy con chim kia. Thì cái giá của con chim này thì có nơi bán 180 một ký, có nơi 200 một ký, và cũng có nơi là 500 nghìn một ký ở cái khu vực nhà hàng ấy. Con chim này thì cái quy trình nuôi nó thì cũng giống như con gà, gà ta của mình á. Nhưng mà cái chuồng mình nuôi thì xung quanh đều phải bao lưới hết, không thì nó sẽ bay ra. Thì hai anh em mình định nhập một số lượng chim lớn về để nuôi. Nhưng mà do thì người ta chưa có ấp kịp, cho nên là phải hẹn vào tuần sau hoặc là hai tuần nữa. Mình đố các bạn đây là con chim gì. Nếu các bạn thấy thắc mắc hoặc là muốn tìm hiểu về cái loài chim này thì đẹp, có thể để lại comment, bình luận ở cuối cái phần dưới của cái clip này. Mấy con này sẽ cục đuôi hết ha. Nó phải dạy dụ như cỡ 5 tháng. Cái chuồng này thì... Mình nuôi lâu phải 6 tháng, mình lên mình nuôi lâu nữa. Dạ. Cái nền chuồng thì ở trại này người ta... lót cát nha, cát xây dựng mình đó, rồi cát nhuyễn, cát to. Rồi con này á, theo mình được biết là thịt nó rất là ngon, nhưng mà mình cũng chưa có điều kiện ăn, nó đắt quá. Cái trọng lượng của con chim này khi thịt á, nó khoảng chừng 1,7 kg vỗ lại à, chứ nó không có to lắm. Đặc biệt là con trống nó có cái bộ lông rất là đẹp, đuôi cũng đẹp, mồng cũng đẹp. Con này nó ít ỉa dơ hơn gà ha. Con chim này á nó đâu có bằng thay ăn rau gì thêm không? Chuồng trại thì phân không có nhiều vì nó ăn cám ăn rất là ít, nghĩa là tính phóng phóng thôi. Thì con gà nó ăn 100% cám, thì con chim này chỉ ăn 60% của con gà thôi, ăn thức ăn thôi, ăn cám rất ít. Thử ra nó ỉa ra cũng rất ít. Không chăm sóc thì mình thấy nó cũng không có tốn kém. Nếu như mình tổ chức cái chuồng trại hợp lý thì nuôi hiệu quả kinh tế rất là cao.
Số lần tòi đem lại đâu có mai mốt tưởng người khác lộn mất kiểu. Em chỉ có lấy về mà lấy chị có gì lộn á. Nó chở xong rồi chở rồi cảm ơn trong trường một đã xem cái video clip của mình trong vài ngày tới mình sẽ tiến hành làm chuồng trại và mình sẽ nhập con giống ở nơi này về nuôi thì mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ về cái kinh nghiệm mình nuôi và cùng nhau học hỏi để nuôi con chim này nó phát triển tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn.